thanh lung linh trong màu nắng. Về đi anh Thanh Hóa anh hùng, xô ta qua bao đời trần mạc, ngả nghiêng bóng kinh thành đất nhân kiệt địa linh. Về đi anh thì ta mới thấu tình người xưa. Vẫn son sắt thủy chung một miền nắng cát hoa mưa dập bao vui, có vượt biển sóng trào mới hiểu người vui. Vì Thanh Hóa lòng ta mới thấy vì sao lại hát du hơi, vì sao sông cuồn đỏ đầy vân hoa. Bậc đế vương xưa, bao kinh thành phủ bụi, bao chiến công oai hùng một vừa liệt oanh, như hạt sương long lanh dâng cho đời mai xưa. Ơi Thanh Hóa quê ta, vạn thừa vân anh. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 15 năm 2021. Khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã. Tăng cường công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi trong mùa đông xuân năm 2021-2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, thị xã Nghi Sơn tổ chức 35 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 15 năm 2021 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 tại trạm y tế các xã phường, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp lực, Công ty giày Anora và Công ty may B85. Theo đó, trong đợt 15, thị xã Nghi Sơn tổ chức tiêm 56.600 liều vaccine Verocell mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trong đợt 7, đợt 10 và nhân viên các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các ban quản lý di tích trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm được thực hiện nghiêm ngặt, từ việc tiếp đón, phân luồng, hướng dẫn ghi thông tin số điện thoại liên hệ, khám sàng lọc trước tiêm, cập nhật thông tin đối tượng tiêm vào phần mềm, ghi giấy chứng nhận tiêm chủng được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các đối tượng được tiêm đều được theo dõi 30 phút sau tiêm. Trạm y tế đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Cán bộ nhân viên y tế được tập huấn kiến thức và kỹ năng để đảm bảo tiêm vaccine COVID-19 an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Thị đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Nghi Sơn vừa tới thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 176.800.000 đồng cho hai anh em mồ côi có hoàn cảnh éo le khó khăn tại xã Tân Trường. Hai anh em Lê Doãn Việt, sinh năm 2009 và Lê Tú Anh, sinh năm 2017, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ của hai em là mẹ đơn thân, đã không may gặp tai nạn giao thông. Dù đã được tích cực cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Hai em lâm vào cảnh mồ côi và sống với ông bà ngoại. Bà ngoại của hai em cũng bị liệt, không có khả năng lao động. Hoàn cảnh cuộc sống của hai em rất éo le và vô cùng khó khăn. Trước hoàn cảnh của hai em, Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Nghi Sơn đã kêu gọi vận động sự ủng hộ giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, tổ chức cá nhân với số tiền 176.800.000 đồng. Ngày 21 tháng 11, Thị đoàn Nghi Sơn đã tới trao số tiền hỗ trợ nói trên cho gia đình hai em. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giúp hai em giảm bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục chăm ngoan, học giỏi. Được biết, Thị đoàn Nghi Sơn sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ dành cho hai em trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 trên địa bàn xã Ngọc Lĩnh. Đến nay, dịch đã lan rộng ra 10 trên 31 xã phường, buộc phải tiêu hủy 11.558,5 kg. Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh lây nhiễm do virus gây ra và có nguồn gốc từ châu Phi. Bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ loại lợn nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào của lợn, với khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ chết lên tới 100%. Hiện nay, do chưa có vaccine phòng bệnh, việc hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cũng như những dấu hiệu của bệnh ở từng cấp độ là vô cùng cần thiết. Để chủ động phòng chống, tránh để dịch lây lan trên diện rộng, kỹ sư chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Lan, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Nghi Sơn khuyến cáo đến người dân một số biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 10 trên 31 đơn vị xã phường xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn. Để thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tôi xin khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện một số biện pháp sau. Thứ nhất, yêu cầu về chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi. Chuồng nuôi phải thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, phòng bệnh, có lưới bao quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian khác truyền bệnh. Nên có ô chuồng, cách ly, có khu vực thu gom và xử lý chất thải, đường thoát nước
từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải, đảm bảo kín nước thải ô chuồng nào thoát riêng ô chuồng đó ra đường thoát nước chung. Về con giống, yêu cầu lợn nhập về phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Đối với lợn nhập từ ngoài tỉnh phải có giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần. Về thức ăn nước uống, phải sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng, an toàn. Trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Nên áp dụng phương thức nuôi khô, không sử dụng nước tắm cho lợn, sử dụng thêm chế phẩm sinh học trong nước uống, độn chuồng. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn vào nuôi. Về quản lý dịch bệnh, phải có quy trình phòng bệnh phù hợp với từng loại lợn và thực hiện đúng quy trình. Trong trường hợp có dịch, phải khai báo chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về phòng chống dịch. Khi xảy ra dịch tại ô chuồng hay cả chuồng, cần tiêu độc khử trùng tại chỗ, cần che bạt, bao vây, kín ô chuồng hoặc cả chuồng. Đối với lợn bị bệnh, phải tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y, không rửa ngay ô chuồng hoặc chuồng lợn bị bệnh, tiến hành che bạt, bao vây kín, phun chất sát trùng đẫm gấp 2-3 lần bình thường, liên tục trong 3-4 ngày, sau đó rửa lại bằng nước sạch, tránh làm bắn nước sang ô chuồng hoặc chuồng kế bên. Tiếp tục phun sát trùng 2-3 ngày. Đối với bao bì và dụng cụ đựng thức ăn của đàn lợn bị bệnh, phải được tiêu độc khử trùng theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP gồm 4 chương 30 điều quy định về quản lý hoạt động người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo quyết định số 8432/QĐ-UBND ngày 6 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thành lập đoàn công tác khảo sát, xác định vị trí cắm biển báo khu vực biên giới biển và biển nội quy ở các xã phường ven biển thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn. Từ ngày 12 đến ngày 15, đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với các lực lượng có liên quan cùng cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành cắm các loại biển báo khu vực biên giới biển, biển báo nội quy trên địa bàn các phường, đồn biên phòng Hải Hòa phụ trách. Căn cứ nội dung Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đồn biên phòng Hải Hòa trích dẫn một số điều có liên quan đến các quy định của pháp luật, hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển. 1. Xây dựng, lắp đặt trái phép các công trình, thiết bị hoặc có hành vi gây tổn hại đến sự an toàn của công trình biên giới. 2. Thải nhấn chìm hay chôn lấp các loại chất độc hại, chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân hoặc các loại chất thải độc hại khác gây ô nhiễm môi trường. Bắn, phóng thả các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh, kinh tế, sức khỏe của con người, môi trường, an toàn xã hội. 3. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 4. Tổ chức, chứa chấp, dẫn đường, chuyên chở người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trái phép. 5. Luyện tập, diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 6. Bay vào vùng cấm bay, bắn phóng, thả các phương tiện bay có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh, kinh tế, an toàn hàng không, hạ xuống các tàu thuyền, vật thể trái phép với quy định của pháp luật. 7. Quay phim, chụp ảnh, vẽ cảnh vật, ghi hình, thu phát vô tuyến điện ở khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm. 8. Khai thác, trục vớt tài sản, đồ vật, cổ vật khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. 9. Mua bán, trao đổi, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, chất cháy, chất nổ, chất độc hại, ma túy, hàng hóa, vật phẩm cấm lưu hành, kim khí quý, đá quý, ngoại hối, đưa người hàng hóa lên tàu thuyền hoặc từ tàu thuyền xuống trái phép.
10. Phương tiện đường thủy neo, trú đậu không đúng nơi quy định hoặc làm cản trở giao thông hàng hải, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới biển nếu nơi đó quy định về neo trú đậu. Điều 5. Biển báo trong khu vực biên giới biển. Trong khu vực biên giới biển có các loại biển báo theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu biển báo trong khu vực biên giới biển và thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ven biển vị trí cắm biển báo. Điều 6. Người phương tiện Việt Nam hoạt động trong khu vực biên giới biển. 1. Công dân Việt Nam, trừ công dân có hộ khẩu thường trú trong khu vực biên giới biển, vào khu vực biên giới biển phải có một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy chứng minh sĩ quan, giấy chứng minh quân đội, giấy chứng minh công an nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ, quân đội nhân dân và công an nhân dân. Nếu ở qua đêm, phải đăng ký lưu trú tại công an cấp xã sở tại. 2. Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Máy trưởng, thuyền viên phải có bằng hoặc phải có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên và giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên theo quy định pháp luật. Trường hợp mang theo vũ khí phải có giấy phép sử dụng vũ khí. 3. Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có biển số đăng ký và mang theo các loại giấy tờ, bản chính hoặc bản sao có chứng thực sau: A. Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền, giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá đối với tàu cá có tổng công suất dưới 20 CV. B. Giấy chứng nhận đăng kiểm tàu thuyền hoặc giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu thuyền theo quy định. C. Danh sách thuyền viên hoặc số thuyền viên đối với tàu cá hoặc chứng chỉ thuyền viên, giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên. D. Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. D. Giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên tàu thuyền. E. Giấy phép khai thác thủy sản hải sản đối với tàu cá có trọng tải từ 0,5 tấn trở lên. G. Sổ nhật ký hành trình. 4. Trường hợp tàu cá Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này, phải có giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản, khai thác ở vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp. 5. Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2 và các điểm A, B, C, D, G, khoản 3 điều này, người phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật. 6. Người phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển phải xuất trình giấy tờ và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 7. Phương tiện đường bộ vào khu vực biên giới biển, trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế, hoạt động vận tải sản xuất, kinh doanh, xây dựng, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường, từ 10 ngày trở lên, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng hoặc chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải thông báo bằng văn bản cho đồn biên phòng sở tại về số lượng người, phương tiện, biển kiểm soát, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động. 8. Phương tiện hàng không khi tiến hành hoạt động hàng không dân dụng, kinh tế, thương mại, du lịch, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường trong khu vực biên giới biển phải thực hiện theo các quy định pháp luật hàng không Việt Nam, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia. Điều 13. Quản lý bến bãi khu vực neo đậu cho phương tiện đường thủy trong khu vực biên giới biển. 1. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ven biển căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyết định thành lập, quy định nội quy bến bãi, khu vực neo đậu cho phương tiện đường thủy tại địa phương. 2. Phương tiện đường thủy neo đậu thường xuyên, tạm thời phải đăng ký với cơ quan quản lý bến bãi, khu vực neo đậu, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy bến bãi, khu vực neo đậu. Điều 14. Trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường. 1. Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, sau đây viết chung là tai nạn, trong khu vực biên giới biển, người phát hiện phải kịp thời thông báo, phát tín hiệu cấp cứu, kịp thời thông báo cho đồn, trạm biên phòng, cơ quan, lực lượng chức năng nơi gần nhất và tiến hành ngay các biện pháp để cứu người, phương
phương tiện, tài sản và hạn chế tổn thất. 2. Người phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển khi nhận được thông báo, tín hiệu cấp cứu hoặc phát hiện người phương tiện bị nạn phải nhanh chóng tổ chức cứu nạn, thông báo ngay cho các lực lượng chức năng đang hoạt động trên biển gần nhất hoặc thông báo cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải nơi gần nhất biết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. 3. Người phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển phải chịu sự huy động, chỉ huy, điều hành của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng để tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Việc huy động yêu cầu tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chỉ được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp và chỉ trong thời gian cần thiết để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. 4. Người tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nếu bị thương, hy sinh, bị tổn hại sức khỏe, thiệt hại về tính mạng, tài sản, được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 15. Xử lý vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới biển. 1. Khi phát hiện người phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên ngành có quyền tiến hành kiểm tra, tạm giữ người phương tiện vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển phải tố giác, tin báo về tội phạm cho đồn biên phòng, công an cấp xã nơi gần nhất. Trường hợp tổ chức cá nhân phát hiện thu được tài sản chìm đắm, trôi dạt trên vùng biển Việt Nam phải có trách nhiệm thông báo, giao nộp ngay cho chính quyền địa phương hoặc đồn biên phòng nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động phòng chống đói rét cho vật nuôi trong mùa đông xuân năm 2021-2022. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong vụ đông xuân năm 2021-2022 bị tác động của biến đổi khí hậu, có nhiều diễn biến phức tạp, có khả năng nhiều đợt rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến phát triển ngành chăn nuôi. Để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho vật nuôi, căn cứ công văn số 5056 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và trưởng các ngành liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống đói rét cho vật nuôi. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau. 1. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để phòng chống đói rét cho vật nuôi. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi trên địa bàn quản lý. Phân công lực lượng chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói rét đến tận thôn bản, hướng dẫn hộ chăn nuôi áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi. Chủ động huy động các nguồn kinh phí để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi. Hỗ trợ vật tư kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào, dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi. 2. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét. Liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, thông tin kịp thời và thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã thôn để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi. Phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi, hướng dẫn hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô, rơm rạ cỏ khô, thức ăn ủ chua, bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. Đối với gia cầm, phải có đèn sưởi, củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng kín, ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Vận động và yêu cầu mỗi gia đình chăn nuôi trâu bò phải có chuồng và một cây rơm rạ đảm bảo bình quân từ 5 đến 7 kg trên một con trên một ngày trong những ngày giá rét. Tuyên truyền vận động người chăn nuôi không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do khi xảy ra rét hại. Đưa trâu bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, áp dụng các biện pháp giữ ấm cho trâu bò, đặc biệt là bê nghé non, đồng thời bổ sung khoáng và thức ăn tinh, vitamin trong những ngày rét đậm, rét hại. Đặc biệt, những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiến hành tiêm phòng đầy đủ cho gia súc gia cầm, tẩy giun sán cho trâu bò,
áp dụng các biện pháp phòng chống các bệnh liên quan đến mùa rét như cước chân, thường xuyên theo dõi tình hình đàn gia súc, gia cầm, phát hiện kịp thời vật nuôi ốm để cách ly xử lý, thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn bị thiệt hại. 3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống đói rét cho vật nuôi tại các xã phường, thường xuyên kiểm tra theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi trên địa bàn thị xã, báo cáo đề xuất những vấn đề phát sinh để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 4. Các thành viên Ban chỉ đạo tại quyết định số 8929 ngày 16 tháng 8 năm 2021 và cán bộ được giao phụ trách địa bàn tăng cường bám sát chỉ đạo cơ sở, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi. 5. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch và hệ thống loa truyền thanh các xã phường thường xuyên thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến thời tiết và các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi để các hộ chăn nuôi biết và chủ động thực hiện. 4. Giao phòng kinh tế theo dõi, đôn đốc nắm bắt tình hình triển khai thực hiện tại các xã phường và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thị xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Kỳ thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm. Công ty trách nhiệm hữu hạn The Anora Việt Nam thông báo tuyển dụng lao động. Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ, các ngày thứ 2, 4, 5, 7 trong tuần. Địa điểm tại cổng phụ số 3 phía Bắc của công ty. Độ tuổi trong độ tuổi lao động. Số lượng 1.000 người. Yêu cầu nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm, có đủ sức khỏe làm việc. Lưu ý không yêu cầu có bằng cấp. Quyền lợi của người lao động, tổng thu nhập từ 5 triệu 500 nghìn đồng trở lên, được thưởng tiền sản lượng hàng tháng theo quy định của công ty, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sau khi hết 30 ngày thử việc, được hưởng 14 ngày phép năm, nghỉ có hưởng lương nếu làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại, được đào tạo chuyên môn và có cơ hội thăng tiến. Hồ sơ ứng viên bao gồm một đơn xin việc bản gốc, một giấy khai sinh, bản sao có xác nhận của địa phương, một sơ yếu lý lịch, bản gốc có xác nhận của địa phương, một sổ hộ khẩu, bản sao công chứng, 5 ảnh 3x4, không bao gồm ảnh đã dán, 5 chứng minh nhân dân, bản sao có xác nhận của địa phương. Tất cả giấy tờ phải công chứng thời hạn không quá 6 tháng. Những hồ sơ do bản thân kê khai phải có chữ ký và ghi rõ hộ tên. Ghi chú, trong hồ sơ người lao động không cần giấy khám sức khỏe. Công ty trách nhiệm hữu hạn The Anora Việt Nam có trách nhiệm đào tạo, bố trí việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động. Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa được thành lập từ năm 2014. Năm 2021, ABC Thanh Hóa hợp tác cùng tập đoàn Scavi, công ty chuyên sản xuất hàng may mặc, hàng xuất khẩu đến thị trường châu Âu, châu Á, Mỹ. Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm và hệ thống nhà xưởng trách nhiệm xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty luôn có sẵn nguồn hàng của các khách hàng lớn như IFG, Walmart. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty chúng tôi cần tuyển dụng lao động như sau. 1. Tuyển dụng công nhân may 500 người, ưu tiên công nhân có tay nghề may, chưa có tay nghề công ty sẽ đào tạo, không đào tạo công nhân nam. 2. Thu nhập công nhân thu nhập bình quân từ 6 triệu 500 nghìn đồng đến 9 triệu đồng trên một tháng. Lao động đi làm xa về công ty làm việc được hỗ trợ an sinh từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào tay nghề của người lao động và thưởng thêm lương tháng thứ 13 là 3 triệu đồng. Lao động làm việc tại Thanh Hóa đến công ty làm việc được thưởng thêm lương tháng 13 là 4 triệu đồng. 3. Chế độ chính sách hưởng lương thời gian theo bậc thợ tay nghề và thưởng năng suất, thưởng chất lượng. Các khoản thưởng và hỗ trợ khác, chuyên cần, xăng xe, cầu phà, con nhỏ, cơm ca, hỗ trợ tiền nhà ở cho lao động ở xa từ 500.000 đồng trên một tháng, thưởng thâm niên, lương tháng thứ 13. Mọi chế độ quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 5. Địa chỉ liên hệ, chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa, địa chỉ khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ 0942-352-090, 0981-016-891, Miss Hoa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh
của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền sấn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.